Cô ơi, cho thêm tụi con 2 tô nữa nha. 2 tô nữa hả? Wow, bay ăn khỏe hả bay? Dạ, tại phở của con nấu ngon quá mà. Cô ơi, tụi con ăn xong rồi nha. Ừ, mấy đứa cứ đi đi. Dạ, cảm ơn cô. Ê, tụi con ơi, tụi con quên gì nè? Dạ, cô cứ cầm đó đi. Số tiền đó đó đủ cho thằng nhỏ nó học ra trường luôn đó cô. Ủa, mà sao con lại giúp cô vậy? Ê, mày còn nhiêu tiền gì? Cái gì? Cô ơi. Cái gì vậy con? Cô cho con 2 tô, nhưng mà đừng có bỏ thịt nha cô. Được, được. Cảm ơn cô. Khùng quá anh. Đây, 2 tô. Ủa cô, sao thịt quá trời vậy nè?